Bố mẹ Hennie phải vay 1 triệu đồng để đến đêm chung kết ủng hộ con gái. Lời chia sẻ chân thành của bố mẹ tân hoa hậu Hoàng Vũ Hennie đang khiến đông đảo khán giả không khỏi xúc động. Ngày 6 tháng 1 vừa qua, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã khép lại, với ngôi vị cao nhất thuộc về cô gái người dân tộc Ede, Hennie. Chiến thắng này của Hennie được nhận xét hoàn toàn thuyết phục khán giả và giới chuyên môn bởi nhan sắc tri thức mà người đẹp sinh năm 1992 thể hiện trong cuộc thi là rất xứng đáng. Cũng sau cuộc thi, những thông tin bên lề về đời tư, gia đình tân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Được biết, bố mẹ Hennie cũng có mặt trong đêm chung kết để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của con gái, rồi sau đó cả hai mới gấp rút quay về Đắk Lắk để tiếp tục công việc thường ngày. Mới đây, những hình ảnh về gia đình Hennie tại quê nhà cùng những chia sẻ của bố mẹ cô cũng được báo chí đăng tải. Theo đó, bố mẹ Hennie là ông Green Eban và bà Ngenie đã khiến nhiều người xúc động khi có những chia sẻ rất chân thành trước truyền thông. Theo đó, để đến được đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, bố Hennie đã phải đến chỗ làm thuê mượn 1 triệu đồng để di chuyển từ Đắk Lắk xuống Nha Trang. Bữa đi, mình còn phải mượn tiền chỗ làm, mượn 1 triệu đồng rồi mới bắt xe xuống Nha Trang, bố Hennie thành thật cho biết. Bố mẹ Hennie phải đi vay 1 triệu đồng để đến đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam ủng hộ con gái. Lời chia sẻ chân thành của bố Hennie đã khiến công chúng không khỏi xúc động. Có lẽ với nhiều người, số tiền 1 triệu đồng rất nhỏ, nhưng với gia đình tân hoa hậu là cả một quá trình làm việc vất vả mới có được. Bố mẹ Hennie còn chia sẻ thêm, khi con mình đoạt giải, do ngồi khá xa nên cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là thấy con khóc thì mình cũng khóc chứ cũng không biết đạt giải gì, bố mẹ Hennie nói. Hiện Hennie đã quay trở về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia các hoạt động bên lề sau đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 cùng hai Á hậu Mâu Thủy và Hoàng Thùy. Theo tìm hiểu, sau khi hoàn thành những hoạt động của ban tổ chức cuộc thi, Hennie sẽ mau chóng quay trở về quê để chia sẻ chiến thắng lớn này với gia đình. Tân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Hennie và Á hậu Mâu Thủy Hoàng Thùy tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 9 tháng 1. Tưởng giảm cân thế nào vừa khoe ảnh lột đồ bên hồ bơi, Trấn Thành lộ hết cả bí mật dưới lớp nước trong vắt. Lâu lâu mới khoe ảnh cởi trần, Trấn Thành chỉ muốn nghẹn lời khi nhận được bình luận từ fan hâm mộ. Cách đây khoảng 3-4 tháng, Trấn Thành khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi liên tục xuất hiện với hình ảnh thon gọn trông thấy. Để có ngoại hình trông đẹp hơn, nam danh hài đã phải giảm tận 15kg trong 2 tháng. Thế nhưng, hình mới đây được chính anh đăng tải lại tố cáo việc nam danh hài đã tăng cân trở lại. Trấn Thành tích cực giảm cân thời gian gần đây, gương mặt thon gọn và điển trai hơn rất nhiều. Đang trong kỳ nghỉ dưỡng, Trấn Thành hí hửng khoe ảnh lột đồ vô cùng sexy bên hồ bơi. Chụp ảnh rất xô đít nhưng lại bị cư dân mạng trêu chọc tạo dáng thế có ngày bị trẹo xương. Ai cũng tưởng Trấn Thành giảm cân thì phải có bụng sáu múi hay thon gọn, nhưng có vẻ như mọi người đã nhầm. Phần bụng mỡ lấp ló dưới nước của Trấn Thành đã làm lộ hết cả bí mật của nam danh hài. Một fan hâm mộ cũng để lại bình luận quá đáng dành cho thần tượng, chỉ cần anh bớt mập thì body của anh sẽ hoàn hảo hơn ạ. Hay tưởng nhầm Trấn Thành mọc thêm ngực. Tuy nhiên cũng có rất nhiều fan dành tặng lời khen cho nam MC như đẹp chuẩn men. Trấn Thành và bà xã Harry Won đang có lịch trình tại Đà Nẵng và cả hai cũng tranh thủ vài ngày nghỉ dưỡng tại một resort khá đẹp. Có lẽ những bức ảnh trên là do vợ chụp cho Trấn Thành. Sau nhiều ngày bận rộn mỗi người một công việc, Trấn Thành đã dành được thời gian để đưa vợ đi chơi. Cả hai tiếp tục có những khoảnh khắc lãng mạn để làm kỷ niệm. Em dâu của Phạm Hương bị chỉ trích khi làm thế này với tân hoa hậu Hennie. Giữa lùm xùm ý kiến cho rằng Phạm Hương thiếu tế nhị khi đăng bức ảnh đăng quang của hoa hậu Hennie kém rạng rỡ hơn mình. Ngay sau đó, em dâu của hoa hậu Phạm Hương cũng gây ồn ào khi chê tân hoa hậu. Tối ngày 6 tháng 1 vừa qua, cuối cùng danh hiệu Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã tìm được chủ nhân. Không phải Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, phương miện danh giá nhất đã thuộc về Hennie, thí sinh đến từ Đắk Lắk và là người dân tộc ED. Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ thí sinh người dân tộc nào được trao vương miện danh giá cao nhất trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Hoàng Vũ. Chính vì vậy, Hennie đã chính thức trở thành người đẹp dân tộc đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu lớn tại Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất.
Nhan sắc của tân hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp khỏe khoắn, cá tính, hứa hẹn sẽ làm nên kỳ tích cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong đêm chung kết, Hoa hậu Phạm Hương đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy trên sân khấu. Chia sẻ những tâm tư của mình trong suốt 2 năm đội trên đầu trước phương miện cao quý, tuy nhiên câu chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như khi trở về nhà. Phạm Hương không chia sẻ một tấm hình lên trang cá nhân của mình. Trong tấm hình này, có thể thấy rõ sự xinh đẹp trạng rỡ sang trọng đầy quyền lực của Phạm Hương. Trong khi đó, nhân vật chính, tân Hoa hậu Hennie lại kém xinh hơn. Lúc đó vì quá xúc động khi được gọi tên trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ, nên Hennie đã bật khóc. Dù cố gắng nở nụ cười, nhưng cô vẫn không giấu được sự căng thẳng trên gương mặt của mình. Mới đây, trên trang cá nhân Phạm Hương, em dâu Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, đang tiếp tục bị dân mạng đá xoáy khi vào tường nhà chị dâu ấn like thích bình luận, chê tân Hoa hậu xấu hơn chị mình, một trời một vực. Ngoài ra, cô cũng gửi loạt icon đồng tình với quan điểm trên. Em dâu Phạm Hương liên tục thích những bình luận của cư dân mạng và đồng thời cũng chê phần nhan sắc của tân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 không bằng chị mình. Ngay sau đó, cô đã nhanh chóng xóa đi vì không muốn gặp phiền phức. Hình ảnh gia đình được Phạm Hương chia sẻ trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Bức xúc phóng viên miệt thị Hennie, Duy Mạnh đăng đàn chửi thẳng, thằng nhà báo ngu học. Nhà báo dám ví gia hoa hậu bị thâm thì Duy Mạnh cũng không ngại chửi thẳng bằng những lời lẽ khá sốc. Sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, người đẹp dân tộc AD, Hennie đăng quang đã khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi vì nhan sắc của cô. Số đông mọi người cho rằng chiến thắng thuộc về Hennie là xứng đáng. Nhưng cũng có một vài bộ phận lại có ý kiến trái ngược, đặc biệt là trường hợp một nhà báo đã có những lời lẽ không hay về tân hoa hậu trên trang cá nhân, khiến dư luận bức xúc. Và Ban Tuyên giáo Trung ương phải gửi yêu cầu xử phạt phóng viên này. Không chỉ mọi người bức xúc, một số nghệ sĩ Việt như Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng về sự việc và đa phần đều cho rằng nhà báo này có nhận xét quá đáng, mang tính miệt thị, bôi xấu tân hoa hậu vì là người dân tộc. Duy Mạnh có vẻ là người bức xúc nhất khi thấy phóng viên bị xử phạt, nam ca sĩ không ngại chửi người này bằng những lời lẽ khá nặng nề, ngu học. Chết con mẹ đi! Thậm chí dưới phần comment, nam ca sĩ cũng chưa hết bức xúc, đến mức gọi thẳng thằng nhà báo là con lợn, vốn là một người luôn dành sự trân trọng cho các chị em phụ nữ. Hành động miệt thị phụ nữ của nhà báo kia khiến Duy Mạnh nổi giận là điều dễ hiểu. Trước Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng cũng vô cùng tức giận trước hành động của phóng viên khi viết về tân hoa hậu và nhận được sự ủng hộ từ Hồ Ngọc Hà hay danh hài Anh Đức. Danh hài Anh Đức cho rằng nhà báo có học, tri thức nhưng lại dùng từ ngữ ghê khi nói về một cô gái. Nữ ca sĩ Pha Lê cũng bình luận sao có thể khốn nạn đến mức này dành cho nhà báo. Bài viết ví làn da của Hennie bị thâm của nhà báo gây bức xúc dư luận. Những điều bí mật ít ai ngờ đằng sau đám cưới của Khởi My Kevin Khánh. Dù không bao giờ nói lời ngọt ngào với bà xã, nhưng với những gì Kevin Khánh âm thầm làm thì ai cũng phải cảm động. Vào ngày 23 tháng 11, lễ cưới bí mật của Khởi My và Kevin Khánh đã được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo người hâm mộ. Kể từ đám cưới đến nay, những hình ảnh bên lề của ngày vui này vẫn được xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn và thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng, bởi lẽ đây là một cặp đôi sạch nói không với scandal trong làng giải trí Việt. Mới đây xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trực tuyến với các khán giả, Kevin Khánh lần đầu hé lộ những câu chuyện xung quanh cuộc sống của anh và đám cưới với bà xã. Theo đó, anh thừa nhận mình không nói những điều ngọt ngào với Khởi My, cả hai yêu nhau lâu và cứ thế dẫn đến việc kết hôn. Để có thể đám cưới với Khởi My, Kevin Khánh xác định mình phải có đủ điều kiện mới cưới vợ. Anh tập trung làm việc để mua nhà, đồng thời nam ca sĩ cho biết anh muốn kiếm tiền và dùng tiền đó để đầu tư thêm nhiều việc khác. Bởi lẽ nếu như cả hai có dừng lại việc ca hát, thì Kevin Khánh vẫn có công việc khác để có kinh tế và lo lắng cho bà xã. Dù Kevin Khánh chẳng nói lời yêu thương với vợ, nhưng suy nghĩ về đám cưới với cô đã lóe lên từ vài năm trước. Trong thời gian ấy, anh im lặng và tập trung kiếm tiền, thậm chí nam ca sĩ không quay clip ra sản phẩm vì tiếc tiền. Cuối cùng, Kevin Khánh cũng đã đưa nàng về dinh theo đúng mong muốn của anh từ bấy lâu nay. Cách anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ để cưới vợ khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Trong làng giải trí Việt, hiếm có cặp đôi nào luôn có sức hút đặc biệt như vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh. Nam ca sĩ chia sẻ, thực ra bình thường Kevin không có nhây như vậy, chỉ khi xuất hiện trong các chương trình để kiếm tiền hoặc đi chơi với hội bạn thân mới quậy 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 thôi, chứ bình thường em nghiêm túc lắm. Nói về hội bạn thân, Kevin Khánh nói, Thanh Duy là người gây hài trong cuộc đời anh, thiếu Thanh Duy thì cuộc đời em bớt vui đi nhiều, anh là người gây hài trong cuộc đời em, Đại Nhân là người đáng yêu dễ thương, còn Johnny đang trưởng thành lên từng ngày, vì chỉ thích chỗ yên tĩnh. Cũng trong chương trình, Kevin Khánh thẳng thắn thừa nhận làm nghệ thuật nhưng không thích showbiz. Theo anh, showbiz có những sự giả dối mà anh không chấp nhận được, nhất là về lòng dạ con người. Có thể trên sân khấu thì thân thiết, nhưng thực tế lại nói xấu nhau, thậm chí không chơi với nhau. Vậy nên anh luôn cố gắng tìm những công việc ít dính dáng đến showbiz nhất có thể. Không muốn ép buộc mình làm những gì khiến mình không vui, mệt mỏi. Bà xã Khởi My của anh cũng vậy, ở ngoài đời và trên sân khấu giống nhau 100%. Mẹ Henny A khóc kể chuyện con mua đồ sida mặc Tết. Mẹ ơi, con mặc đồ này thôi, tiền con để. Ai cũng phải rớt nước mắt sau khi nghe lời tiết lộ của mẹ tân hoa hậu về khoảng thời gian khó khăn của Henny A. Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa, với sự tham gia của 42 người đẹp đến từ khắp nơi trên cả nước. Với phần trả lời ứng xử ấn tượng cùng màn trình diễn tự tin, Henny A đã bất ngờ vượt qua các người đẹp khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Chiếc vương miện danh giá nhất đã thuộc về Henny A, thí sinh đến từ Đắk Lắk và là người dân tộc Ê Đê. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người đẹp dân tộc và tóc ngắn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Ngay sau khi đăng quang, Henny A được truyền thông và cộng đồng mạng đặt quan tâm hàng đầu. Những thông tin cá nhân về sự nghiệp, gia đình của cô gái Ê Đê cũng được khán giả hết sức tò mò và hiếu kỳ. Sau khi tìm hiểu thì được biết, nhà của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15 km. Gia đình gồm 8 người, ngụ tại Buôn Sức Mơ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cư Ma, tỉnh Đắk Lắk. Cận cảnh ngôi nhà đơn sơ và vô cùng giản dị của tân Hoa hậu Henny A. Sau đêm chung kết, bố mẹ Henny A đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường như bao ngày. Bố Henny A vẫn làm công việc thường ngày, ra đồng làm ruộng và phu bốc phát cho một xưởng cà phê. Trong một cuộc phỏng vấn mới cho một trang tin điện tử, mẹ tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bà Ngân Nhi A, dù không nói được tiếng Kinh, vẫn chia sẻ với mọi người về khoảng thời gian đầy khó khăn, quyết tâm theo đuổi việc học dù gia đình không đủ điều kiện kinh tế của con gái. Mẹ tân Hoa hậu tâm sự, Hen là người con hiếu thảo trong gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa làm gì sai cả. Hen đã lam lũ nhiều công việc, đi chăn bò làm thuê. Hen đi làm ngoài nắng không đội mũ, mặc áo dài tay, đi chân đất. Khi lên 10 tuổi, Hen đã học những công việc làm ruộng, có công việc gì làm công việc đó, biết giúp đỡ gia đình. Khi Hen lên lớp 12, tôi khuyên Hen nên bỏ học đi, làm đẹp rồi lấy chồng, vì kinh tế của mẹ không đủ để trang trải việc học cho con. Nhưng Hen nói rằng, không mẹ ơi, con không bỏ học đâu, con quyết tâm đi học. Con muốn có tương lai tốt đẹp chứ không phải mịt mù như bao người khác. Đến khi Hen quyết định học, Hen đi nộp hồ sơ đi thi và học ở Nha Trang, sau đó lại tiếp tục học tiếp cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lại khuyên Hen nghỉ học vì gia đình không đủ kinh tế, nhưng Hen vẫn tiếp tục cố gắng vươn lên. Cả gia đình đã làm thuê để kiếm tiền cho Hen tiếp tục theo học. Tới lúc Hen lên Sài Gòn, cuộc sống khó khăn, Hen tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thuê, lau nhà, dọn nhà cho người ta để kiếm tiền ăn học. Hen rất khó khăn, đến lúc tìm được nghề người mẫu, Hen tự trang trải được cho cuộc sống, giúp ba mẹ trả nợ. Mỗi lần Hen về Tết, Hen thường mua đồ sida mang về. Tôi hỏi Hen sao không mua đẹp để mặc. Hen nói rằng, không mẹ ơi, những đồ này thôi, con mặc được rồi, con tiết kiệm tiền để con học. Hen giúp bố mẹ trả nợ, mua phân bón chăm sóc cà phê. Các anh chị đến nhà chơi, Hen vẫn mua bánh, ít nhất vẫn lì xì cho các em. Đến khi Hen đi thi và đăng quang Hoa hậu, mọi người trong buôn làng, cô dì chú bác rất vui mừng đến nhà hỏi Hen về chưa, chúng ta hãy làm lễ ăn mừng đi. Tôi rất muốn ăn mừng nhưng phải đợi Hen về trước. Hiện tại, Hoa hậu Henny A cùng hai Á hậu đang tham gia hoạt động thiện nguyện, tiếp nối sứ mệnh vì cộng đồng mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hướng tới, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người.